Thưa quý vị, chúng ta đã đến với vòng 1 có tên là Đâu Mới Đúng. Nhưng mà người cũng đã vừa mới nhìn thấy và nghe cái âm thanh của cái két sắt khi nó rơi xuống, nó nặng đến như thế nào, đúng không? Và nếu như các bạn mà lựa chọn vị trí sai thì cái két sắt này nó cũng sẽ đè chúng ta y như vậy. Lúc đó tôi không có bảo đảm các bạn như thế nào nghe. Nếu như các bạn biết cái vị trí nào là chính xác 100%, nên đưa đội trưởng của mình vào đó trước để bảo vệ cái khối tài sản 10 triệu của mình. Chứ còn nếu không là mình đưa đội trưởng mình vô cái đường tử lộ là coi như xui, mất 10 triệu nha. Khánh, sao? Hiểu chưa em? Mà em cười quá vậy? Em bắt đầu hiểu rồi. À, mới bắt đầu hiểu. Anh sẽ cho em hiểu rõ hơn. Giờ muốn thi trước không? Dạ, chơi luôn anh. Chơi luôn, mời đội Hiếu Nam. Trước mặt chúng ta là 5 cái két sắt. Ở mỗi cái két sắt nó sẽ hiển thị một cái đáp án. Ít nhất các bạn phải đứng vào 3 vị trí khác nhau. Và một người chọn đáp án đúng, chúng ta sẽ mang về cho đội mình 1 triệu đồng ở câu đầu tiên. Xin mời đáp án của chương trình. Thung lũng tình yêu, làng Cù Lần, Hồ Mây, Thác Giang Điền, Chùa Linh Phước. Mời mọi người quay lại. Những địa danh thuộc thành phố Đà Lạt. Bắt đầu. Thung lũng tình yêu, làng Cù Lần, Chùa Linh Phước. Vậy bây giờ vô đúng không? Ừ, nhanh lên. Anh chắc cái này nè, tại cái này ở Đà Lạt. Chia làm 3 vị trí nha. Ai vô chung không? Mọi người vô hết, giờ em vô theo luôn nha. Còn thời gian có muốn thay đổi gì hay không? Dạ không. Bảo toàn lực lượng của mình đi. Hết giờ. Em thấy nhỏ bạn em tốt với em ghê hơn. Bỏ em đi luôn vậy đó hà. Qua bên kia đứng với đội trưởng coi bộ an toàn hơn. Vậy đó, nhưng mà em tin vào cái đáp án của mình lựa chọn em không? Em tin, em chắc là đúng. Cho nên dù bạn em đã bỏ đi em cũng không sợ đúng không? Dạ. Rồi cứ để đó. Còn Khánh, em đến làng Cù Lần rồi à? Dạ rồi. Em đến đó em làm gì? Em chơi với mấy con Cù Lần hả? Không, em tới em quay phim với em chụp hình kỷ quay niệm. Quay phim chụp hình dạ. Kỷ niệm nữa hả? Dạ. Còn em, sao em bỏ bạn chạy qua đây? Tại vì bỏ bạn là tại vì mê Khánh đó. Mê Khánh. Ai? Em tin vào đội trưởng. Tin vào đội trưởng. Rồi, còn em làm Quyền, sao lực. Quyền? Dạ, em muốn bảo toàn số điểm. Bảo toàn số điểm cho nên là chạy theo anh Khánh. Dạ. Rồi lỡ như mà anh Khánh vô vị trí sai là coi như hai anh em đi chung. Không, nhưng em tin cái này đúng. Tin cái này đúng, em tới dạ. Đây chưa? Dạ rồi. Tới rồi luôn, ngon luôn. Còn em, trời cô đơn quá. Ở trong chùa buồn, có mình đứng à. Không có ai đứng chung hết trơn trời à. Em, tại dạ. Sao em chọn đáp án này? Em cũng mới đi lúc mùng 6 tới mùng 8 tại Đà Lạt. Em có đi qua cái chùa này rồi hả? Có đi qua đây rồi cho nên em tin rằng đây là đáp án đúng. Đáp án đúng à? Đứng một mình vẫn không run sợ phải không em? Dạ đúng rồi ạ. Ok. Bây giờ thì anh sẽ công bố đáp án Thung lũng tình yêu và Hồ Mây, coi có cái nào đúng hay không nha. Xin mời đáp án. Chính xác. Thung lũng tình yêu nằm ở thành phố Đà Lạt. Bởi vậy giận Khánh ghê. Chị là chị nhìn là chị biết liền. Người ta phải đến những cặp đôi, người ta phải đến thung lũng tình yêu. Chứ ai mà ta đến làng Cù Lần bây giờ. Vô đó cho Cù Lần đúng không? Vô cái làng này dễ dụ hơn. À em vô đó là cái làng đó em thông minh và em dụ mấy con Cù Lần. À. Còn Hồ Mây là ở Vũng Tàu các bạn nha. Tiếp theo, công bố vị trí của chùa Linh Phước. Thấy em đứng mình cô đơn quá cho nên công bố liền cho em đỡ hồi hộp. Nào nhớ lộn. Chính xác. Đáp án chùa Linh Phước. Thở phào nhẹ nhõm rồi phải không? Nhìn có bộ tìm. Thấy có vẻ cứng cáp hầm hố vậy chứ cũng run sợ yếu đuối. Thác Giang Điền và làng Cù Lần. Chắc chắn là sẽ còn một đáp án đúng trong hai cái đáp án này. Xin mời. Đó là đáp án chính xác. Chúc mừng cả đội, mời về chỗ. Đúng là làng Cù Lần ở thành phố Đà Lạt. Và cả đội chúng ta bảo toàn được tất cả thành viên của mình, mang về 5 triệu đồng. Tao thiếu nữ, thấy em ta hay quá có run sợ không? Không, nhóm vậy lúc nào cũng mạnh mẽ hết. Ồ, sao, không có sao, việc sao, gì phải sợ. Sao tự nhận đàn ông mà giờ xưng chị? Em ơi, lát nữa ra lo cho chị nha. Chị thật sự cái não chị không có biết cái gì đâu. Mời nhóm thiếu nữ. Cũng là 5 đáp án để cho chúng ta lựa chọn nha. Xin mời. Rau chân vịt, bí ngô, ớt chuông xanh, trái bơ, bắp cải. Rồi quay lại xem câu hỏi nào. Các thực phẩm xanh giúp đánh bay mỡ bụng nhanh chóng. Bắt đầu.
ớt xanh, ớt chuông nè, ớt bóc cải nè, chắc chắn là trái bơ cũng trái bơ luôn, bơ có luôn, bí 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 không có, cái bí là bí không có, rau chân bình, rau chân bình, rau chân bình là cái gì không biết, ớt chuông xanh, bây giờ chị chắc chắn là ớt chuông xanh, không, ớt chuông xanh lắm, tại sao sao mình ba vị trí lần nha, ok, theo chị, có em nào theo chị không? Ba vị trí lận, đứng đó. Hết giờ. Hỏi đội trưởng trước, hay quan tâm tới cái chuyện mà giảm cân, đặc biệt là cái vòng 2. À, thật sự ra là Thúy Nga có một cái chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn nữ. Phải ăn rau để cho có một cái body thiệt đẹp. Theo Thúy Nga thì là cái món mà rau bắp cải đó, là ăn xong là nó sẽ tan mỡ bụng. Còn Đại Nghĩa nè, ăn chay, ăn rau rồi dữ lắm, mà bụng một cột. Em phải về. Mà chị nói gì vậy? Không, em không có thon đâu, em đang hóp đó, em không thở. Không có hóp nè. Em thở tự nhiên đi. Bình thường này cũng vậy. Hãy cho hãy cho. Bình thường cũng vậy. Bình thường đó. Em mập thì mập nhưng mà không bao giờ để cho mình bị bụng bự. Chị đứng xa chị thấy cái bụng em lùm. Đừng có soi mói em nữa. Nhưng mà chị nghĩ rằng là bắp cải là sẽ giúp cho tan mỡ bụng á hả? À. Ví dụ như ớt chuông xanh cũng là giúp cho tan mỡ bụng. Sao chị không đứng bên đó? Tại vì chị thích bắp cải. À. Bắp cải là một cái rau rất là dễ ăn. Dạ. Còn ớt chuông xanh thì cũng có nhiều người thích ăn, có nhiều người không thích ăn. Đúng rồi. Em sao? Tại nó mê Thúy Nga thôi. Thấy chị Thúy Nga vô đây em đi theo. Đi theo đội trưởng. À, mê gái đẹp đi theo đó. Trời ơi, đây có mình anh này, anh đứng ngay chỗ trái bơ thôi. Khóa ăn bơ dầm hả em? Dạ, thường thường là trái cây với lại rau này sẽ giúp mình giảm cân. Em ơi, nhưng mà em có nghĩ rằng bơ cái dòng người ta xay sinh tố có thể bỏ sữa đặc vô em ơi, uống vô một ly nó lên một ký đó em ơi. Em nghĩ trái cây sẽ giúp mình giảm cân. Vậy hả? Dạ. Chứ anh thì anh nghi ngờ lắm nha, cứ để đó. Còn bên đây ớt chuông xanh vì sao? Trong những thực đơn mà em đã từng ăn thì ớt chuông nó là cái thực đơn giảm cân. À, với lại nó có cái chữ xanh là mình tin tưởng phải không? Ừ. Xanh mà tươi là tin tưởng. Đơn giản là bởi vì nó có cái từ xanh. 5 người chọn hết một cái mé bên đây, chừa ra bên đây không chọn. Có game nào mà đội trưởng bị loại ngay vòng đầu chưa anh Nghĩa? Có em ơi, nhiều có. Lắm em ơi, dạ, rất nhiều trường hợp chị. Đó trưởng Khánh lên đường à, rồi. Em đừng như vậy, chị sẽ theo cái chương trình này để chị xuyên suốt, chị vượt giải. Để em coi, yên tâm đi. Để coi sao. Công bố vị trí số 1, rau chân vịt không ai lựa chọn. Xin mời. Đó. Trúng à. Thấy không? Chu vô bơ. Thực phẩm xanh, rau gì? Rau xanh. Cái rau là mình thấy nó đã giảm cân rồi. Đã vậy còn cái chân vịt nữa. Mình cứ suy luận từ cái tên là mình nghe ra. Tiếp theo, bơ. Bơi bơ. Tới bơ nè bơ. Bơ chuẩn bị đè bẹp như một ly sinh tố. Đứng gọn như trước đi em. Bơ nói bơ không béo hả bơ? Để coi sao nha. Bơ mà. Thật ra trái bơ có rất nhiều chất đạm và chất béo. Đó như Đại Nghĩa có nói, ngay cả khi bây giờ mình không dùng chung với sữa đặc đi chăng nữa, mình ăn trái bơ không, hoặc là có người ăn bơ chấm đường á, thì mình cũng cảm nhận được cái độ béo và cái vị ngọt trong trái bơ nó có. Nó có thể là nó sẽ tốt cho chúng ta ở những cái yếu tố khác. Nhưng mà về cái chuyện mà tan mỡ bụng, không có nghe quý vị. Ai muốn giảm cân, ai muốn xuống cái vòng 2, bớt ăn bơ lại, bơ trái bơ luôn thì được. Tiếp theo, bắp cải vị trí của đội trưởng Thúy Nga. Hoang mang quá, không biết bắp cải cái nào không phải ăn kiêng không ta. Không, mà thật ra cái gì rau là kiêng. Bắp cải là chắc chắn là ăn kiêng rồi đó. Ê, chính xác. Ngay cả cái chuyện giật mình chị cũng chậm một nhịp nữa nha chị nha. Chậm là tôi mà. Rồi, bây giờ còn lại ớt chuông xanh và bí ngô. Cái này chắc là ok đó, tại vì hàng ngày chị vẫn xay sinh tố bằng ớt chuông mà. Đáp án là chính xác, chúc mừng. Bí ngô các bạn cũng biết, ai mà muốn tăng cân á, chúng ta có thể làm súp bí ngô hoặc là sữa sinh tố bí ngô. Cho nên là bí ngô là một loại thực phẩm giúp cho tăng cân. Còn ớt chuông xanh đúng như chị Nga nói, đặc biệt là ở nước ngoài á, người ta hay xay sinh tố mà trong đó có cả ớt chuông xanh nè, có cả cần tây nè, thêm dưa leo, khổ qua là những loại thực phẩm giúp cho chúng ta tan mỡ. Chúc mừng cả đội, mời cả đội bước ra đây. Có
Ôi trời ơi, buồn quá. Các em phải mạnh mẽ lên chứ. Tại sao lại sai sót như vậy? Chung là chị cũng tính hướng dẫn rồi, mà cả đời chị không có ăn cái rau chân vịt. Mời bốn chị em chúng ta gặp gỡ lại cái bạn vừa rồi nha. Bơ luôn đi. Thôi đừng bơ em, nó tội nghiệp. Sao cưng? Anh cũng thấy là em chạy qua ớt chuông xanh rồi mà em bị đuổi qua bơ, nên em phải chạy theo thôi chứ chờ sao giờ. Tức là em qua cái nào? Ớt chuông xanh anh. Hồi nãy em bị đuổi anh không thấy hả? Nhưng mà bởi vì là phải có 3 vị trí. Không, mà giờ em nói thiệt với chị đi. Chị nhìn làn da em đẹp lắm, hình như em có cái gì với trái bơ phải không? Em có lấy bơ em đắp lên mặt không? Dạ không. Sao da mặt đẹp quá vậy? Đúng rồi đó, bơ chúng ta có thể sử dụng để làm một cái mặt nạ dưỡng da rất là tốt. Em ơi, còn cái rau chân vịt á, chị Nga nãy giờ chị nói không biết không? Thực ra nó là cải bó xôi á. Ồ vậy hả? Ồ vậy hả? Ôi em trai ơi, tạm biệt em, ở trong chơi chút xíu nha. Hơi hy vọng là đồng đội sẽ hồi sinh em. Mời cả đội về chỗ. Và như vậy là đội thiếu nữ đã mang về cho đội của mình 4 triệu đồng.